Món trứng đậu hũ bò băm giàu protein. Một chảo đậu hũ bò băm này chỉ 8g gắp thôi nha, mà những 37g protein liền. Anh em đảo qua thịt băm cùng một quả cà chua đã thái hạt lựu nêm thêm một thìa nước mắm này, 10g tương ớt này, 7g tương cà, một ít dầu hào và hạt nêm cho đến khi cà chua chín nhừ thì đổ ra một cái bát. Vẫn cái chảo đó này, cho 200g đậu hũ đã cắt miếng vào, rồi đổ thêm quả trứng khuấy đều đã nêm một ít bột canh và hạt nêm lên trên. Các ông đợi khoảng tầm 4 phút cho trứng nó chín hơi vừa một chút thì đổ một bát thịt cà chua lên trên, rồi dàn đều ra, rắc lên trên một ít hành lá, rim thêm khoảng 1 đến 2 phút nữa rồi tắt bếp. Tổng 297 calo, 8g cáp, 13g phát, 37g protein. Một bữa ăn chỉ có 8g cáp mà những 7g protein thì chỉ có trong